sao mày lại thay đổi nhiều quá vậy? Là mày khiến cho họ một ngày nào đó phải quỳ dưới chân của tao. Đã có lúc ta quên, chính ta là ai trên nơi thế gian. Tìm quên trong ai em xoay ái ân, xa thân càng thế điều ta. Lời hứa lúc chưa kết thúc, theo gió mây nhìn chung mày là ai của mày? Con tim ta chưa nhận ra. Sao mà cứ mỗi lần nhắc tới thằng hơn là ông lại chỉ biết nó như vậy chứ? Đi liền với đừng khuôn mặt tao. Đi. Bước lên. Không hối hận vì đời đã chờ. Con về rồi nè. Hên. Má. Con. Trời ơi, sao con về mà không cho má hay trước vậy? Con muốn cho má bất ngờ mà. Ủa, để cho con. Dạ, ngon quá hả? Để nấu cơm trưa nay đó. Dạ. Má khỏe không? Má khỏe. Hên à, má nhớ con quá. Lâu quá con không về nhà, má sốt ruột quá à. Sao? Công việc làm ăn của con sao rồi? Ở trên công việc của con cũng bận bịu lắm nên con không về thăm má được. Mà con làm công việc gì vậy? Có cực lắm không con? Má biết không, con làm hóa trang ở đoàn phim á. Rồi con còn mở tiệm trang điểm ở nhà nữa. Mà công việc cũng nhàn nhã lắm, không có cực đâu má. Con giỏi quá à, má mừng lắm. Dạ. Ủa, nhà mình đâu hết rồi má? Đi vắng hết rồi. Tía con á thì mới xin được công việc gì đó má cũng không rõ nữa. Còn thằng Bảo với con May thì đứa nào cũng có cái tiệm riêng nên không mấy khi về nhà. Dạ. Má nè. Ừ? Con gửi má. Thôi, con cứ gửi tiền cho má hoài hả? Má không nhận nữa đâu. Con giữ đi để làm vốn sau này. Không sao đâu, con có nhiều tiền lắm đó. Má giữ đi. Vậy thôi, con ra làm sao rửa tay rửa mặt rồi thay đồ đi ha. Má nấu cơm rồi má con mình cùng ăn. Dạ. Đi con. Dạ anh hai. Bảo. Cái thằng này. Má. Gì vậy? Mới về là đánh rồi. Còn dám về đây gặp má nữa hả? Sao không? Con có làm gì đâu. Con nói không làm. Má. Có chuyện gì vậy má? Không có gì hết á. Thôi, má ra làm sao nấu cơm nha. Em với má có chuyện gì với nhau vậy hả? Dạ đâu có chuyện gì đâu, em với má lâu ngày không gặp nên giỡn với nhau vậy mà. Anh mà biết á, em làm cho má buồn thì không có yên với anh đâu nha. Làm như tôi không biết vậy? Anh chơi người đánh tôi, tôi không có bằng chứng nên nhìn anh nữa. Chừng nào tìm được bằng chứng anh không yên với tôi đâu. Nè, anh cứ mua cho Tí với em đó, em có cái nào mặc được thì lấy, rồi đưa cho Tí cái còn lại nha. Anh hai nhiều tiền quá ha. Anh không có nhiều tiền lắm đâu. Em làm gì vậy? Anh có nhiều tiền vậy á, anh chia cho tôi xài bớt đi. Anh không có nhiều tiền đâu. Vậy mà thuê người đánh tôi hả?
Em nói cái gì vậy? Bây giờ tôi mới biết là anh chơi tôi. Thuê người đánh tôi mà không dám nhận hả? Anh nói nghe nè, anh không có làm chuyện đó. Và nếu em không sống là hoàng tử tế thì anh chính là người đánh em, chứ không cần phải thuê người. Bảo, Bảo. Mình có nên hỏi dù nó bị đánh không? Thôi, má đã nhiều chuyện lo lắng lắm rồi, không nên để cho má buồn thêm nữa. Ủa, thằng Bảo đâu rồi con? Nó bỏ đi đâu rồi má, con cũng không biết nữa. Chắc nó về bên tiệm đó. Tội nghiệp, có một mình nó trông coi cái tiệm đó hả? Thôi, đi vô đi con. Đó, trà đó đó. Cái gì? Nhà này nè. Nhà này hả? Ừ. Ê, sao tao thấy không có giống phòng khám bữa vậy? Ở đây á là cái chỗ khám cuối cùng. Nếu mà ok á, người ta mới đưa về cái chỗ bữa hổm để cắt thận. Hả? Nếu mà ok là người ta sẽ đưa về chỗ đó cắt thận. Cái chữ cắt mày làm cái ớn quá. Thì đã nấu rồi, máy cắt thận bén lắm. Cái nhà này vắng vẻ, có khi nào nó cắt thận xong rồi nó giết người phi tang không? Trời, mệt ghê vậy. Ông coi phim riết rồi ông tưởng tượng thấy ghê quá ông Năm ơi. Tao đâu có thời gian coi phim, nhậu cũng không có thời gian mà coi phim gì. Ông làm như giết người dễ lắm vậy. Bởi vậy? Còn tôi ở đây nữa chi? Tôi ở đây sẽ lo cho anh. Nếu mà anh có bề gì, tôi báo công an liền. Vẫn chơi với tôi. Ê, có gì mày báo công an khiếu tao nghe. Yên tâm, vô đi. Mày vô với tao đi. Ông vô mình đi. Ông làm như nít, đi đâu cũng phải có tôi kè 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 theo. Tôi lại mày vô với tao đi. Tèo hạch ông quá ông Năm. Đi, đi, đứng lên đi. Đi vô đi, tôi vô ông. Tôi thương mày lắm. Cuộc đời tôi thương ba tao với mày thôi à. Lo ông lần này thôi, không có lo lần sau nữa ông. Bệt ghê. Đâu có cắt đâu mà lo. Mày bấm cái gì vậy? Bấm chuông cho người ta mở cửa. Vậy hả? Wow, chắc là ngon lắm đây. Bánh xèo má đổ là ngon số 1 luôn. Cái thằng này, má chưa đổ mà biết ngon hả? Má chưa đổ mà con cũng biết ngon rồi đó nha. Biết nịnh má hồi nào vậy? Con không có nịnh, con nói thiệt mà. Tí con đến nhà cũng thích ăn bánh xèo lắm. Má sao vậy? Tía con, ông đi mấy ngày rồi không thấy về. Trước khi đi tía con có nói gì với má không? Tía con nói là đi làm ăn xa. Mà con biết đó, ngoài nghề chạy xe ôm ra, tía con đâu còn biết làm gì nữa. Không ấy, một lát nữa con chạy qua nhà hàng xóm, hỏi thăm người ta coi có gặp được tía không. Má có hỏi rồi. Người ta nói tía con đi với chú Tèo ở trong xóm, mà họ cũng không biết hai người đi đâu nữa. Con được nghỉ mấy ngày, nhất định con sẽ tìm được tía. Thôi không cần đâu con. Con về nhà chơi được có mấy ngày thì cứ vui vẻ thoải mái. Còn tía con, nếu muốn về thì ông đã về rồi. Má, con muốn hỏi má một chuyện được không? Chuyện gì vậy con? Má biết ông Hùng không? Con hỏi ai? Ông ta tên là Hùng, là giám đốc một công ty dược. Hôm trước ông ta có ghé tìm con và có nói là má cho ông ta địa chỉ. Sao hả má? Để con ra coi thử. Xin hỏi ông tìm ai?
Chào cậu. Tại sao lại tới đây? Đơn giản thôi, tôi tới đây là để tìm cậu. Chào ông. Hân à, đây là ông Hùng, là người quen cùng xóm với mình đó con. Tôi đang muốn tìm hiểu về ông thì ông lại xuất hiện ở đây. Ông Hùng đi làm ăn xa, lâu lâu mới về qua nhà. Bà không cần giới thiệu đâu, chúng tôi là người quen với nhau. Cậu Hên đây là một make up nổi tiếng ở Sài Gòn. Ông nói quá rồi, tôi không được như vậy đâu. Nhưng nói thật, dù cậu có là một thợ trang điểm giỏi tới cỡ nào thì cái nghề đó sẽ không kiếm được nhiều tiền đâu. Nếu cậu đi theo tôi, cậu sẽ kiếm được một công việc nhàn nhã hơn và kiếm nhiều tiền hơn. Cảm ơn ông, đây là nghề mà tôi yêu thích và cũng là nghề mà tôi đã chọn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ nghề đâu. Bây giờ cậu nói như vậy nhưng sau này cậu sẽ nghĩ khác. Nè, cứ lưu số điện thoại của tôi đi, khi nào cần thì gọi cho tôi. Ông cho tôi số rồi mà. Số đó tôi dùng cho nhiều công việc lắm, còn số riêng của tôi chỉ dành cho trường hợp đặc biệt thôi. Con người này không hề đơn giản, nhưng nếu mình hỏi ông ta về Thầy Đông trong lúc này thì cũng không nên, vì sẽ làm má mình thắc mắc. Mình tạm thời làm theo ý ông ta rồi tính tiếp. Vậy cũng được. Thôi, mời ông vô nhà ngồi chơi. Không được, cảm ơn, hôm nay tôi bận nhiều việc lắm. Hẹn khi khác đi. Tôi về nha, hẹn gặp lại cậu khi khác. Chào ông. Tôi về nha. Thôi mình vô nhà luôn đi con. Ông ta thường hay ghé đây không á? Không, người xa lạ mà ghé làm gì chứ. Ở đây nghe, tôi về trước. Nè. Gì? Mày không ở đây với tao hả? Ở đây chị. Ở chứ, ở chơi. Chơi gì cha? Lại đây giao dịch, xong rồi lấy tiền rồi về. Dịch đâu vậy? Trời ơi, giao dịch là giao cái vụ kia đó không? Cái vụ thận đó. Vậy hả? Ở đây bán xong rồi lấy tiền về. Tao lo quá. Dưới quê hùng hổ lắm mà, sao giờ nhát như thỏ vậy cha? Yên tâm đi, người ta nếu mà được là người ta cắt thì xong rồi ta giao tiền là mình về à nha. Yên tâm đi nha. Chào anh. Chào cô. Anh có phải là anh Năm không ạ? Phải không? Trời ơi, ông là anh Năm mà ông hỏi gì trời? Dạ tôi Năm hổ. Mời anh theo tôi. Đi đi, mẫu sớm thì sớm. Cái số điện thoại công an mày còn không? Trời được rồi, không sao đâu. Nhớ cái gì gọi giùm tao nha. Mày làm giật mình mày. Vô chưa? Vô cậu. Ừ. Đếm đi. Về đây chưa? Đủ rồi. Tiền. Về chứ đâu, không có mày sao tao về được. Tôi nghe. Được rồi, nó đến á thì nhớ tiếp đãi ân cần nghe chưa. Ừ. Những kẻ đã dây nợ của tao thì tao bắt chúng phải trả gấp nhiều lần những gì chúng đã dây. Mời anh. Đây là cháo Sam, ăn rất bổ dưỡng.
Nhưng nếu anh muốn ăn món khác thì cứ nói, chúng tôi sẽ nấu cho anh. Cháo hải sâm hả cô? Ừ. Cảm ơn cô. Nó ngon mà nó tanh quá cô ơi. Nếu anh không thích món này á thì chúng tôi sẽ làm món khác cho anh. À, cô cho tôi tô cơm nguội viên con cá khô. Tốt quá, cho bình trà nóng. Dạ, dạ. Ủa mình nồi lãng vậy trời? Ở đây ai pha trà cho mình mà nồi lãng vậy? Nói có thiệt gì hả cô? Dạ, đương nhiên rồi. Anh muốn ăn món gì á thì chính chúng tôi sẽ nấu cho anh món đó. Nếu vậy thì mai cho tôi chén muối ớt với con gà đi bộ xé phai được không cô? Dạ được. Hay là muốn ăn hôm nay cũng được. Dạ thôi mai đi. Dạ. Dạ. Ủa, con khen bánh xèo của má làm ngon mà, sao không ăn đi? Dạ, con ăn đây. Má đổ bánh xèo là ngon số 1 luôn. Ông Hùng có thường ghé đây không má? Không có đâu. Ông lâu lâu mới ghé một lần thôi. Ông quen sao với má vậy? Thì má nói với con rồi đó. Ông hồi trước cũng ở trong xóm mình. Bây giờ tuy là làm ăn xa, nhưng mà lâu lâu ông cũng ghé qua thăm mỗi người một chút vậy mà. Rồi ông ta thăm mọi người hay thăm mình má thôi? Thì ông còn nhiều người quen ở đây mà. Ông đi thăm hết mọi người chứ đâu phải mình nhà mình. Ông ta có vợ con gì không má? Má cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc là có chứ. Ông có vợ con gì không má? Má cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc là có chứ. Tại sao nhắc tới ông ta thì má lại tỏ vẻ lúng túng như vậy? Hên à, ông Hùng là người tốt, con nên thường xuyên liên lạc với ông ấy. Dạ. Ông ấy có liên quan đến cái chết của thầy Đồng, tất nhiên là mình sẽ còn gặp ông ấy. Có chuyện gì? Anh đang nghĩ cái gì mà anh thừa người ra vậy? Tôi có nghĩ gì đâu. Có chuyện gì cô nói nhanh đi, tôi không rảnh đâu. Anh đó, anh xem lại hồ sơ phòng số 7 chưa? Phòng số 7 có 5-6 bệnh nhân. Cô nói vậy tôi biết bệnh nhân nào. Dạ thì là bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền đó anh. Tôi nghe nè. Chúng ta ngồi nói chuyện một chút được không? Nhưng bây giờ tôi đang làm gì? Cậu có làm gì đâu, ra ngoài đi. Chẳng lẽ mới nhận được 500 triệu cậu không thể mời tôi ly cà phê được sao? Thôi được rồi. Ca mổ này rất quan trọng, vì vậy tôi đã chuẩn bị rất chu đáo. Khi cậu đến á, cậu chỉ cần cắt bỏ quả thận của người bán ghép vào cho người mua là được rồi. Làm sao mà cùng một lúc tôi có thể làm hai công việc như vậy được? Tôi không có thời gian và cũng không đủ sức. Tôi chỉ làm một trong hai chuyện thôi. Còn chuyện còn lại thì cứ giao cho ekip không làm. Cậu là một bác sĩ giỏi, tôi tin tưởng cậu có thể làm được. Thậm chí còn làm tốt hơn nữa kìa. Không được. Chắc chắn là không được. Tôi không nhận lời ông là bởi vì an toàn của bệnh nhân chứ không phải là bản thân tôi. À, thì ra cậu cũng là bác sĩ có lương tâm đó. Tất nhiên sẽ có bác sĩ phụ cậu để mà khâu vết thương,
và các việc còn lại. Thôi được rồi, tôi sẽ tăng lương lên cho cậu là 1,5 tỷ để làm vụ này. 1,5 tỷ? Coi như ca mổ này tôi lỗ chắc rồi. Tôi muốn giữ uy tín với khách hàng của tôi. Chiều nay á, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cậu thêm 500 triệu nữa. Nè, cậu làm việc một buổi bằng người ta làm việc cả đời đó. Thôi tôi về trước đây. Dạo này á, tôi cháy túi quá, làm ăn thì thua lỗ. Chầu cà phê này á, cậu trả đó nha. Tại sao mấy lại chịu chi nhiều tiền như vậy? Cái mẫu này quan trọng như thế nào? Nhưng mình chỉ là bác sĩ phẫu thuật thôi, mình sẽ không chịu trách nhiệm về những chuyện xảy ra sau này. Cùng lắm mình trả lại số tiền mà mình đã nhận của ông ta thôi. Bác sĩ Minh, có chuyện gì? Tôi muốn xin bác sĩ một cái hẹn để tới khám bệnh với bác sĩ. Nên muốn khám thì ra ngoài mua sổ khám, lấy số khám rồi khám bình thường như người ta. Nếu chờ khám như vậy thì lâu lắm, chưa chắc là được vào phòng bác sĩ khám nữa. Ở đây bác sĩ nào cũng nhìn bác sĩ nấy thôi. Không có đâu. Ở đây ai cũng nói là bác sĩ Minh giỏi nhất, còn bác sĩ khác á thì bình thường thôi. Tôi tin bác sĩ đó. Tôi tin bác sĩ thôi. Cho tôi một cái hẹn đi bác sĩ. Tôi không có một cái hẹn nào hết. Anh đi về đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Bác sĩ, bác sĩ. Chơi vui hơn. Tao không muốn vô tù. Làm gì có chuyện vô tù ở đây anh hai. Mình giải trí lành mạnh thôi mà. Mày nói nhiều quá, biến đi. Hàng của em là hàng thật đó, không phải hàng giả đâu. Tao nói là tao không cần, biến lẹ. Có một thằng bán thuốc ở đây, anh cho bảo vệ xuống đuổi nó đi. Nó như thế nào? Người nó hơi ốm. Được rồi, tôi sẽ cho bảo vệ tống cổ nó ra ngoài. Tôi về nha. Nè, về chi sớm? Cậu lên phòng tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thôi, tôi sợ ông chủ không bằng lòng. Ở đây, tôi là ông chủ nè, cậu cứ lên đi. Được rồi. Có tâm sự hả? Sao uống rượu hoài vậy? Uống nhiều cũng có tốt. Tôi biết là vậy, nhưng mà tôi muốn sai. Sai để quên những thứ khác. Cậu uống với tôi nha. Cậu uống thôi, với tôi. Thôi được rồi, tôi không uống. Giờ này ông chủ có ghé đây không? Cũng thỉnh thoảng. Ông ta ghé đây thường lắm, bởi vì tới đây á để lấy tiền mà, làm sao mà không bỏ được. Vậy lần sau tôi không nên đến nữa. Cậu cứ đến đây và thậm chí làm lại cho tôi luôn. Mấy thằng bảo vệ ở đây làm gì cậu bắp lắm, tôi bực mình lắm rồi.
thì tôi cũng muốn làm việc cho anh lắm. Nhưng mà bây giờ ông chủ nghi ngờ tôi, tôi sợ làm rắc rối cho anh. Tôi nghe nè ông chủ, 15 phút nữa tao sẽ ghé chỗ mày. Mày đi công chuyện với tao nha. Đi đâu? Mày quên nguyên tắc của tao rồi hả? Tao đi đâu cũng không cần nói trước. Rồi sao? Thì đi. Mày chuẩn bị đi, chúc tao ghé đó. Tôi biết rồi. Thôi tôi về trước nha. Buổi tối cậu cứ tới đây làm việc cho tôi, tôi sẽ trả lương song phẳng như xưa. Đợi khi nào thuận lợi cậu sẽ xuất hiện trở lại. Tôi cảm ơn anh. Chụp tóm hiện nay từ lúc mà ổng còn làm phòng cấp cứu. Còn người này là ai? Cô có biết không vậy? Thì người này cũng là bác sĩ phòng cấp cứu, bạn thân của ông Đông. Nhưng ông ta tên gì cô quên mất. Ông ta tên là Hùng, đúng không cô? Đúng rồi, ông ta tên Hùng đó. Vậy cô đã từng nói chuyện với người này chưa? Người này sống có vẻ khép kín và khó chịu lắm. Cô gặp vài lần nhưng chưa nói chuyện với ông ta. Sau này nghe nói ông ta đã nghỉ việc ở bệnh viện rồi. Cô có thể cho con xin tấm hình này có được không vậy? Được chứ. Mục đích cô tới đây là để đưa em tấm hình này mà. Nếu sau này em có cần gì cứ gọi cho cô. Dạ, cảm ơn cô. Điều con cần bây giờ là phải tìm ra được nguyên nhân cái chết của thầy Đông. Có như vậy thì con mới cảm thấy an lòng được. Cô hiểu mà. Cô biết em sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu như chưa đạt mục đích của mình. Em cảm ơn cô. Thực ra ông Hùng là ai mà lại có những mối quan hệ phức tạp như vậy? Ông vừa quen với má của mình là vì biết thầy Đông, mà cũng liên quan đến đường dây mua bán nội tạng. Có khi nào thầy Đông vì biết đường dây mua bán nội tạng của ông ấy mà ông ấy đã giết thầy không? Nhưng tại sao ông ta lại đóng kịch thân thiện với mình như vậy? Không vô hang làm sao bắt được hổ con? Không đến gặp ông ấy thì mình không bao giờ biết được sự thật. Tôi nghe đây. Ông đang ở đâu vậy? Tôi cần gặp ông được không? Được chứ. Cậu cứ ghé đi. Tôi đang có ở nhà nè. Mà nè, cậu đang ở đâu vậy? Có cần tôi cho người tới đón cậu không? Không cần đâu. Tôi đang gần đây nè. Để tôi tự tới được rồi. Ok. Vậy tôi chờ cậu. Chào cậu. Chào ông. Tôi chờ cậu nãy giờ lâu lắm rồi. Mời vào. Vào kia.
cậu ngồi đi. À, tôi biết cậu tới nên tôi đã chuẩn bị vài món để tôi với cậu lai rai. Hôm nay cậu phải ở lại đây nhậu thật say nghe chưa? Xin lỗi ông, tôi không biết uống rượu. Cái gì? Dân miền Tây mà không biết uống rượu à? Tôi nghe nói cha cậu là con sâu rượu mà. Chính vì vậy tôi không bao giờ uống rượu. Uống rượu làm cho con người ta mất lý trí và biến mình thành một người khác. Cậu giỏi lắm. Công việc của cậu á thế nào rồi, có tốt không? Công việc của tôi rất tốt. Tuy nhiên đến bây giờ thì vẫn chưa có người chấp nhận lối trang điểm của tôi. Nhưng mà tôi tin một thời gian nữa họ sẽ chấp nhận điều đó. Trang điểm đã làm cho người ta đẹp hơn, chứ không phải biến mình thành một người khác. Cậu không muốn mình biến thành một người khác sao? Không, tôi chỉ muốn tôi là chính mình. Nhưng đôi khi hoàn cảnh đẩy đưa như vậy. Nè, tôi rất khâm phục cậu. Một thanh niên miệt vườn mà không hề sa đọa, do thú vui nhậu nhẹt, dù có một người cha bị nghiện ngập. Hoàn cảnh khó khăn như vậy mà cậu vẫn thành danh. Cảm ơn ông. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ rất nhiều người tốt giúp đỡ tôi, đặc biệt là thầy tôi. Tôi không bao giờ quên ơn ông ấy. Biết ơn những người giúp đỡ, đó là một việc rất tốt. Mà thầy cậu là ai vậy? Thầy của tôi tên Đông, là chuyên gia tạo hình quá trang. Trước đây ông ta là bác sĩ phẫu thuật, nhưng mà rất tiếc sau khi tôi thành danh rồi, ông ấy không còn nữa. Hình như nó không biết gì về cái chết của thằng thầy nó. Ông có biết thầy tôi không? Không, làm sao tôi biết thầy cậu được. Nhưng theo tôi á, những bác sĩ đã chuyển qua ngành khác thì không thể nào là bác sĩ giỏi được. Hoặc là họ kém tài, hoặc là họ kém đức. Rõ ràng là ông ta muốn phủ nhận thầy Đông, nhưng chắc chắn là ông ta có biết thầy. Chắc tôi phải đi lấy rượu uống thôi. Tôi phải thất lễ với cậu rồi. Dạ có gì đâu mà thất lễ. Ông cứ tự nhiên đi. Tôi không uống rượu được, nhưng mà tôi vẫn có thể nói chuyện với ông mà. Cậu có bản lĩnh lắm. Không uổng công tôi kỳ vọng vào cậu. Nóng quá trời vậy ta. Có ai ngoài cửa không? Có ai ngoài nhờ chút coi? Có ai ngoài? Dạ có gì không anh? Cô ơi, cô làm ơn cho cái quạt đi, nóng quá chịu không nổi. Phòng này có máy lạnh mà anh. Này, bấm làm máy lạnh hả? Dạ đúng rồi. Tôi tưởng đâu ổ điện, tôi không dám bấm. Cảm ơn cô nha. Dạ chào anh nha. Cô ơi, ở đây có gì ăn không? Tôi lạc miệng quá. Trái cây nha anh. Thôi, tôi miệt vườn trái cây ăn ngán rồi. Bây giờ anh muốn dùng cái gì vậy? Ăn chứ dùng gì. Cho ăn chay rượu đế với mấy con khô được. Anh làm khó em quá. Khó gì không được thì thôi. Mà mình đòi cũng khó thiệt. Ở đây làm gì có đế mà đòi rượu đế. Công nhận mở máy lạnh nó lạnh đã thiệt ta. Mát quá. Dạ có anh đây. Trời ơi. Nói vậy mà có thiệt hả cô? Dạ, vì anh muốn như vậy mà. Tôi tưởng là nói vậy thôi chứ làm gì có. Ai vậy có thiệt. Cảm ơn cô nha. Dạ, anh cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ phục vụ đầy đủ hết mình cho anh. Tôi cần cô ngồi nhậu với tôi được không cô? Dạ không được anh, mệt dùng. Dùng ăn chứ dùng gì. Cứ dùng hoài, dùng suốt rồi. Công nhận xiến thiệt, mình như ông Quang vậy, cái gì cũng có. Đã thiệt.
này là ông Hoàng, chỉ là ông Hoàng của một đêm thôi. Dạ ông chủ cho gọi tôi ạ. Nói tụi nó canh chừng người này cho cẩn thận, tối nay nó bỏ trốn đó. Bỏ trốn hả? Tại sao lại bỏ trốn? Chẳng phải chúng ta đã đáp ứng đầy đủ cho hắn rồi sao? Cái bọn ngu si là vậy đó. Khi mà mình đáp ứng đầy đủ cho nó thì nó lại nghĩ ở nơi khác có cái tốt hơn. Dạ. Cho con bánh mì kẹp chả nha tía. Con thích ăn bánh mì kẹp chả lắm á tía. Bánh kẹp kẹp với chả. Con May thì thích nghề may từ nhỏ, còn thằng Bảo thì tham ăn, thích nhất là bánh mì kẹp chả. Những ước mơ bình thường như vậy mình không làm cho con cái tội nghiệp đúng không? Bao nhiêu tiền lập ra ăn đậu hết. Mình đúng là một thằng cha không ra gì. Nếu bây giờ mình trở lại như xưa, mình nhất định sẽ là một người cha tốt. Sao mình nhớ nhà quá vậy nè? Chắc là mình phải về quê thôi. Ủa mà không được, mình đã lỡ nhận tiền tạm ứng của người ta rồi, rồi ăn mấy bữa cơm nữa, làm sao mình bỏ về đây? Có ai ngoài mở cửa giùm coi. Cái gì đó? Tôi cần ra ngoài. Ra ngoài làm gì? Tôi đi đây. Giờ không có đá gì hết á, đá tại chỗ đi. Nhưng mà không có dân gì hết á. Ông đừng có lộn xộn nha, không ngủ đến người khác ngủ. Trời đất ơi. Má, làm như ở tù. Diễn, ngày mai anh đi rồi em có nhớ anh không? Em có, em nhớ anh nhiều lắm. Anh cũng nhớ em lắm. Anh mong sớm đến ngày chúng ta đoàn tụ. À, em cắt. Nè, nay con sao vậy? Có câu thoại à? Y như gà mắc tóc vậy đó. Dạ, con xin lỗi chú. Con biết con làm vậy á là phiền lòng mọi người lắm không? Sao dạo này nó lo ra dữ vậy ta? Ờ, tao cũng thấy vậy đó. Hả? Nhưng có chuyện gì ai mà biết. Mày hỏi nó đi. Ồ. Con cứ tiếp tục như vậy nữa, chú cắt dây con á, chú chấp nhận quay lại từ đầu. Dạ, con xin lỗi, con sẽ rút kinh nghiệm. Thôi ra ngoài nghỉ đi, chú vô quay tiếp. Dạ. Anh Tiểu, có cần hút thuốc không anh Tiểu? Hút thuốc xong quay tiếp. Mày tin hồi tao xuất thuốc mày luôn không? Nãy nghỉ ăn cơm sớm đi. Dẹp. Dạ, dạ. Ăn cơm anh em ơi. Đi, đi ăn cơm. Ăn cơm sớm đi. Đúng là xui xẻo. Thôi ăn cơm đi. Đụng đụng đồ lát khỏi xếp lại nha. Thôi đi lại thôi được rồi. Chị muốn ăn gì chị? Em đi ăn cơm. Thôi đi đi đi, đó đồ bụng quá nè. Trời ơi, mà đừng có bán cơm sườn ngon lắm. Đi, đó bụng quá. Đây còn thuốc không cho tôi xin điếu rồi. Đây, 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 qua đây, qua đây.
Đi uống cà phê đi. Uống cà phê. Chị Hương. Sao em không ăn trưa đi? Mới bị chú Tiểu la quá trời, ăn gì nổi nữa mà ăn. Vậy hả? Vậy anh chạy ra ngoài mua cái gì đó cho em ăn nha. Thôi khỏi đi anh, em cũng không đói. Em đang có chuyện gì buồn đúng không? Nói cho anh nghe đi, biết đâu là anh sẽ giúp được cho em thì sao? Mấy hôm nay em không có liên lạc được với anh Minh. Em không biết là anh có bị cái gì không nữa. Em lo quá à, nên em không có làm được cái gì ra hồn hết á. Rồi em có tới bệnh viện hỏi thăm anh chưa? Em không có dám tới. Với lại địch quay kín quá trời. Em mà đi hả, chắc chú Tiểu đuổi em luôn á. Thôi được rồi, chiều này quay xong anh sẽ tới bệnh viện kiếm anh ấy cho em. Anh nói thiệt hả? Ừ. Em cảm ơn anh. Đâu có gì đâu. Miễn em được vui, anh làm cái gì cũng được mà. Bây giờ không ăn cơm rồi đúng không? Không ấy mình ra quán gần đó tranh thủ ăn một chút nha. Dạ. Ừ. Tú Hên. Anh đi đâu vậy? Tôi đi ăn trưa. Cô không thấy sao còn hỏi nữa. Vui vẻ quá ha. Tất nhiên rồi. Cô mang tới cho tôi đó hả? Ừ. Gì vậy? Được rồi. Trứng luộc. Cô không biết nấu món gì khác ngoài trứng luộc hay sao? Hả? Nhưng mà mấy món này là mấy món mà anh thích mà. Lúc trước tôi thích, bây giờ hết rồi. Tại lúc trước nghèo không có tiền ăn bánh mì hoài, ăn trứng cho đỡ ngán. Còn bây giờ tôi có tiền rồi ha, tôi đi ăn nhà hàng cao lương mỹ vị được chưa? Nè, tự ăn đi. Mà đi. Nè, thì không ăn thì tôi. Làm gì mà la người ta dữ vậy? Alo, tôi nghe. Tối nay chúng ta phải tiến hành phẫu thuật rồi. Bệnh nhân của chúng ta không đợi được nữa đâu. Không được, tối nay tôi có cách được rồi. Thì cậu cứ nhờ người khác trực giùm đi. Trong bệnh viện nhờ trực thế là chuyện bình thường mà. Không được, không ai trực thế tôi hết. Tại sao vậy? Tại sao cái gì? Tại không ai ưa tôi hết, cho nên không ai trực giùm chứ sao? Vậy cậu làm sao để cho người ta ưa cậu đi? Dù cậu có làm chuyện bất nhân ở bên ngoài, người ta cũng che chở cho cậu được. Ông nói vậy là ý gì? Cậu hãy bình tĩnh đi, có cái chuyện gì đâu. Tôi không có ý gì hết, nhưng tôi chỉ nói cho cậu biết, tối nay cậu phải đến. Nếu không đến cậu đừng có trách tôi. Mà anh lại bỏ đi đâu? Cô thấy rồi đó, tôi đi ăn trưa với Thị Hương. Sau đó biết Thị Hương không muốn quay tiếp, cho nên tôi dẫn cô ấy đi chơi. Đã có lúc ta quay. Vậy hai cô đi đâu? Đi đâu liên quan gì đến cô, không phải làm gì. Tụi tôi đi đi làm sáng gặp nhìn được không? Anh nói dối. Lời hứa lúc trước để chết cũng phải đau làm em thay đổi rồi. Để rồi hôm nay thay đổi tim ta chợt nhận ra. Sẽ bị cái gì? Cho nên em đi. Chìm sâu trong những em sẽ đau sống như vậy rồi. Tầng sống sao dù khi khó khăn cũng không phải mang thêm bài hoa. Không biết ai khác hết. Hãy chấp nhận cuộc đời chúng ta. Mà nói trong nhà tôi. Để nhắm mắt ta.